Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang đứng ở trung tâm cái thôn Phiêng Luông thuộc xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê nha các bạn nhé. Ở trên cái thôn này thì tương đối là cao so với mực nước biển, do vậy là không khí ở trên này là mát mẻ quanh năm các bạn ạ. Đấy, vừa rồi mùa đông trong những mấy cái ngày rét ấy, vừa rồi có một cái dịp gió mùa đông bắc rất là rét, rét đậm rét hại ấy, thì các loại cây ở cái khu này nó chết hết rồi, đây này, khô hết rồi, các bạn nhìn thấy đấy, chết hết rồi. Mà ở cái thôn này rất là bằng nhá, có một cái mặt bằng rất là đẹp và có đất đai rất là phì nhiêu luôn đấy, rất là phù hợp với các cái loại nông sản các bạn ạ. Mình nghĩ là ở trên này không khí mát mẻ này, trồng thảo dược rất là tốt nha các bạn nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ bay con flycam này lên cho các bạn xem toàn cảnh ở cái thôn này nha, xem nó có một cái mặt bằng cũng như là đồi núi ở quanh đây nó đẹp như thế nào nhé. Những thứa ruộng hoa tam giác mảnh trải mênh mông trên cao nguyên đá, níu chân người xa chào nhé, chào loài hoa trắng hồng những sắc hoa tươi đẹp như màu da người con gái Hà Giang quê ta. Yêu thương đến vô ngần, nhớ về năm xưa nghèo đói bàn làng buồn ấm u bóng núi. Từ hốc đá mọc lên binh dị loài cây này đây bà con ơi, cơn đói dần qua tam giác mạnh nơi tam giác mạnh, hoa lam đẹp núi rừng vùng cao, hoa lam say lòng người về đây, hoa lam lên, hoa lam lên nó. Diệu năm từ hoa muốn ngắm mãi bạt ngàn ruộng hoa tam giác mạnh, rừng hoa tam giác mạnh nơi Hà Giang đẹp tươi lòng thêm mến yêu. Chào nhé, chào loài hoa trắng hồng những sắc hoa tươi đẹp như màu da người con gái Hà Giang quê ta. Yêu thương đến vô ngần, nhớ về năm xưa nghèo đói bản làng buồn ấm u bóng núi. Từ hốc đá mọc lên binh dị loài cây này đây bà con ơi, cơn đói dần qua tam
giác mạnh, nơi tam giác mạnh, hoa lam đẹp núi rừng vùng cao, hoa lam say lòng người về đây, hoa lam nên nó ấm Hà Giang quê hương ơi, cạn chén rượu nồng từ hoa, muốn ngắm mãi bạt ngàn ruộng hoa tam giác mạnh, rừng hoa tam giác mạnh, nơi Hà Giang đẹp tươi, lòng thêm mến yêu Hà Giang quê hương, ruộng hoa tam giác mạnh, rừng hoa tam giác mạnh, nơi Hà Giang đẹp tươi, lòng thêm mến yêu Hà Giang quê hương. Rồi vừa rồi tôi vừa mới review cho các bạn xem một chút về cái bãi bằng gọi là Phiêng Luông này nhá. Và bây giờ đi sâu vào bên trong cái bãi này thì chúng ta sẽ vào tham quan một cái hang động gọi là hang Phiêng Luông. Cái hang này cũng rất là to và cũng rất là đẹp đấy. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi vào trong này nhá. Đi vào khoảng 2 cây km nữa thôi. Rồi. Đi đường nào ấy? Đường bên này à? Rồi rồi. Đấy, đi đường bên này. Ở đây đường khó đấy nhỉ. Còn là đường đất thôi. Đường đất tầm 2 cây cơ. Đi khó phết nhỉ. Đi vòng sang nghe nào. Đi bộ các bạn ạ. Đường do trời mưa ấy, nó lồi lõm quá. Nó bị xe đi nhiều ấy. Nó thụt hết rồi các bạn ạ. Rồi, đường khó quá, tôi tắt đi đã. Không quay nữa nha các bạn nha. Đi đến hang tôi quay. Tối tầm tối về mà soi có lại to bằng cổ chân đấy. Đây là suối đỏ Phiêng Luông nha các bạn nha. Đấy, suối này có rất là nhiều cá luôn. Bây giờ mấy anh em tôi đi vào trong hang. Các bạn cùng tôi đi vào trong hang nhé. Vào trong hang thì đi bộ. Thực ra xe máy cũng đi được nhưng mà này do trời vừa mưa xong nên là đường đi hơi khó, nên là chúng tôi chọn con đường đi bộ rất là nhanh các bạn ạ. Đấy. Và trong rừng này các bạn có thích không? Ở đây nó hay có cá gì đấy? Chảy đất á? Wow, nhiều phết đấy nhỉ. Cá chạy ầm ầm đấy các bạn. Ở đây còn rất là nhiều gỗ các bạn. Rừng gần như là còn nguyên sinh nhé các bạn nhé. Cây cối. Con đường đi vào hang. Đây có một cái vũng nước này. Đây có cái thang nước này. Ê, mùa nước thì nhiều nước lắm nhỉ. Nó sâu phết đây. Con thấy cá nó quẫy nhỉ. Con thấy cá quẫy nhỉ. Đi. Mùa này nó cũng ra mấy đâu. Mùa này mùa lạnh nó chui vào trong hang hết rồi. Ô đường này là đường đi đâu này? Đấy, đường đi vào hang đấy. Còn qua hang thì nó đi đâu không? Qua hang đi vào đi sang cái kia vẫn có nữa chứ ạ. Đi sang là hang à? Đi sang là hang luôn này. Đi cũng hơi khó nhỉ. Thế là đường bên trên là đi xe máy được à? Đi xe máy được. Đây có một cánh đồng nha các bạn ơi. Đây ở trên rừng nhưng mà vẫn có một cái cánh đồng rất là đẹp. Xung quanh toàn là núi đá thôi.
Ruộng đây họ không trồng cái gì nhỉ? Ruộng đây chỉ trồng một vụ thôi à? Lúa chỉ trồng một vụ thôi. Cái này mà trồng hoa màu, trồng lạc, trồng ngô thì quá là tốt nhỉ? Sao họ không trồng ngô? Mùa này nó khô quá, xong là nước đầy hết đấy. Đây này, khe nước ở ngay dưới này nha, suối ở ngay đây mà không dẫn nước được về làm hai vụ nhỉ? Không, mình phải dẫn từ trên cao chứ. Đấy. Cái này làm đập thủy điện, làm đập tràn chảy ra đây thoải mái mà. Còn là chưa có sự đầu tư thôi. Cái này tưới tiêu rất là thuận lợi nhưng mà chưa có đầu tư vào nên là sự nếu mà để người dân làm đắp đập thì nó rất là khó. Lũ cái nó chảy xuống đi ngay. Đấy. Giờ phải có đầu tư thì ruộng này tưới thoải mái. Đi dày thì không đi được. Đấy nha, suối nha. Đấy, suối. Suối có, cánh đồng có mà chỉ trồng một vụ thôi. Không trồng hai vụ. Phí. Đất bao la. Đây, suối này các bạn ạ. Suối nước rất là sạch nhá. Đấy. Nước sạch như này mà tưới tiêu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Thấy nước sạch không? Ô, cái đá này hay nhỉ. Đây này. Cái đá này thành cục như kiểu quặng đây này. Ô, hay nhỉ. Ô, mình thấy cái đá này rất là lạ nhá. Nó như khúc cây ấy. Này, xù xì như khúc cây luôn này. Như đá quặng ấy. Đi vào trong hang đã. Ôi, trong này rộng nhỉ. Hôm nay nếu mà đi xe máy là ra đến đây đúng không? Cái này mà sửa thì đường đi ô tô thoải mái. Đúng không? Cái này mà đổ bê tông thì ô tô vào đây thoải mái luôn. Chi phí hơi cao. Đổ một con đường bê tông vào đây mất hơi nhiều tiền. Mà san đi được. San không giải sỏi xiếc đi thoải mái. Đẹp nhỉ, trong này đẹp nhỉ. Cây cối hoang vu. Từng lều nhà. Cái này là lều họ, lều của dân làm ở đây thôi đúng không? Chứ không phải nhà ở đâu phải không? Đây toàn là lều thôi. À, mình có cá to ấy nhỉ. Ở đây trong này đẹp quá nhỉ. Quá đẹp. Đâu hang sắp đến chưa? Ở góc kia luôn. Ở góc kia. Cái suối này thì chui qua hang đấy à? Vâng. Xong cái suối này đi qua vào vòng kia về, xong là nó đi ra kia nó có một lỗ nó xuống. À. Chỗ này đất đẹp nhỉ. Có một nhà. Đây là lều nhà dân nhỉ. Có ai ở không? Ôi. Chào anh nhá. Đang làm gì đấy? À, đốt gốc cây à? Để làm gì đấy? Trồng rau cải à? Đốt cho nó toán đi. Đào con đất này xuống đây. Đào đất đổ xuống đây á? À? Đây là lán của bác đây à? Đấy, đấy nhỉ. Lều. Ô, đây là chè cổ thụ đấy này. Đúng không? Đây chả chè cây chè cổ thụ. Nó chỉ phát tả đây này, đúng rồi. Còn ở trên kia nó có một hàng vườn. Kìa, đây cây có một cây chè cổ thụ này. Đây một cây này. Đấy, đây có một cây to nhá, có ăn nhá. Trong kia có một cây to nhá. Đi đường này xuống được không? Được. Ra xem cây chè cổ thụ này. Cái này từ thời Pháp rồi, rất lâu rồi. Mùa này nó không có lá nhỉ?
chuẩn bị chè xuân, chè búp ấy nhỉ. Cái cây này khủng nhỉ. Đây. Cây chè cổ thụ đây các bạn ạ. Đấy. Cái cây này nó phải mấy trăm năm rồi. Đây. Bạn thấy không? Đây tôi quay máy góc rộng nhá mà chưa hết cây này. Wow. Đấy. Cây rất là to luôn. Cháu quay để chú trèo lên thế nào. Để trèo lên so với lại cái cây thế nào. Nhìn người so với cây. Đấy nha, cái cây chè nha, tôi so với cây xem mà. Cây chè nó to không nào, to hơn người thế này. Đấy. Cây rất là to nha các bạn nha. Cái này chỉ phải mái trèo nhỉ. Phải mái trèo chú ạ. Chắc cực luôn, cây này. Cây to thật đấy. Mình chỉ đứng được ngang với lại đoạn gốc ở dưới thôi kìa. Vâng. Chè. Đây là búp chè. Đấy, chè cổ thụ này rất là to luôn. Xung quanh đây còn có rất nhiều cây nhá kìa. Bạn thấy những cái cây kia là những cây chè đấy. Đây, đây. Toàn bộ đây là có các cái cây chè cổ thụ rất là nhiều. Đấy, mấy cây kia lá nhiều kìa. Đi ra kia mấy cây đấy chắc là non hơn cây này. Nhưng mà nó cùng một khu vực vườn. Ở kia này có mấy cây to thật nhỉ. Nhưng cái này không còn lá mấy nhỉ. Cái này một vụ chắc mỗi lần hái chắc được yến như mấy. Ồ, cái loại này nó nặng nhá, chứ chắc đâu nhá. Nó nặng nó lại được nhiều ấy. Bởi vì sao loại chè này nó không ngót mấy đâu mà. Ở đây nhiều cây nhỉ, nhiều chè cổ thụ thật đấy. Còn ở đồi ở chỗ nào nữa hả? Đằng sau đây nữa. Hàng vườn luôn. Ai à? Rồi. Đấy. Ông cháu tôi triệu là ở trên đồi này còn có rất là nhiều cây to hơn cả cái cây này này các bạn ạ. Đấy. Đó, đường đi khó nên là cũng không thuận tiện nên tôi không đi. Đây này. Toàn bộ đây đều là chè cổ thụ nhé các bạn nhé. Đấy, được bà con chăm bón rất cẩn thận. Cái này lá nó ít thế nên là mỗi lần hái được cái lá chè này uống thì cũng phải chờ, cũng mất rất nhiều thời gian đấy nhỉ. Đấy, cây này to, cây này nhiều lá. Ui đắng thật đấy. Ôi nhai thử đắng thật. Đắng ngọt, đắng ngọt. Chè cổ thụ rất là to. Bây giờ đi vào trong hang đã. Đây nha. Đây chính là cây chè cổ thụ nha các bạn nha. Đấy, đây gốc này. Đấy. Hỏng. Nó bị sâu mọt hết rồi các bạn. Đấy. Toàn bộ đây những cây trắng trắng này là chè cổ thụ nha các bạn nha. Rất là nhiều luôn. Đấy, ở trên kia còn có rất nhiều nhưng mà đường đi khó. Tôi không đi được. Đấy các bạn ạ. Đấy, rất là to. Toàn bộ đây là trước đây chắc là một vườn chè còn sót lại. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tôi đi vào trong hang nhé. Đây thảm thực vật rất là đa dạng luôn, không khí rất là trong lành, mát mẻ. Cái này mùa hè vào đây thì sướng lắm nhỉ. Anh Quan xem nghiên cứu ở đây là một ô đất nghỉ dưỡng ở trong này đi. Tràn ra đây hết. À, mùa hè ở đây nước nhiều thế cả. Nước nhiều. Có cá ở đây á? Có, nó bị nước nó chui xuống chui xuống
ra ở tít đằng sau cái núi này. À. Đây là cửa hang đây à? Vâng, cửa hang. Wow, to phết nhỉ. Mình không có đèn pin thì xem ở ngoài thôi à. Hang này sâu không? Nhớ là đẹp nhỉ, có nhiều nhũ này. À, cũng có người dã ngoại người ta đến đây nướng gà, nướng vịt, ăn uống ở đây nhỉ. Đây là cái hang suối chứ nhỉ, trước nước nó ở trong này chảy ra đúng không? Nước to là nó chảy tít trên đồi xuống. À, thế thì cái hang này hang nước, không phải hang cạn. Mới thế này thôi à? Còn vào sâu không? Trên trên có mấy cái cột đá to hết đấy. Nay mình chủ quan quá không mang pin đi nên quay đến đây là muốn vào trong này không được rồi. Sắp hết năng lượng. Còn 19% thôi. Cái hang này có cột đá này, không bật đèn được, không bật đèn flash được rồi. Ô, đây hang này hang nước rồi. Hang này không, hang này không ở được, nhiều nước quá. Cái nước này nó đóng băng á? À? Lạnh lắm, trên này cỏ kiểu nó chết hết. Ôi không vào đâu, hết pin rồi, hết pin rồi tí lại không ra được chết. Ấy. Này, cửa hang. Hang này hang nước thôi. Mùa hè vào đây. Mắc võng nhỉ. Làm chỗ ngủ nhỉ. Cái xương. Nó dài như đây, đá này ngủ thoải mái rồi đấy. Một cái bát trượt chưa. Trên này có mấy cái nhũ này được. Có mấy cái cột đá này. Cột đá. Cái cột đá cứ quay ở lên trên kia nó đẹp. Quay. Này không mang đèn đi. Lấy cột này này, lên ngồi. Đẹp mà. Có điện ở trên nữa. Thiếu bóng điện vào đây. Đây, đây là cái hang ở Phiêng Luông nha các bạn nhá. Hang rất là rộng. Hang nước. Rất tiếc là hôm nay tôi quá chủ quan nên là không mang sạc dự phòng pin đi để sạc nên là hết năng lượng mất rồi. Thôi chỉ đến cửa hang review cho mọi người biết thế thôi. Cái hang này rất là đẹp và ở bên ngoài cửa hang thì có rất là nhiều cây chè cổ thụ. Nha các bạn nha. Đấy. Không khí rất là mát mẻ luôn. Ở đây so với ở thị trấn mình nó phải chênh lệch 4 độ ấy nhỉ. Vâng. Cái xã này nó ở trên cao. Chắc là phải cách mực nước biển phải tầm 1000 mét. Cái hang này nó rất là sâu. Nhưng mà tôi hôm nay đi không có đèn pin nên là không vào được. Có lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây thôi. Các bạn muốn khám phá hang Phiêng Luông thì comment và liên hệ với tôi nhé. Hoặc là đến xã Phiêng Luông thì các bạn có thể là nhờ bà con cũng như là anh em dân bản ở trên này đưa vào đây nhé. Rồi, tôi xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé với các video khám phá tiếp theo nhé. Bây giờ tôi phải đi về đây. Hết pin rồi. Các bạn ạ. Đây, quay nhiều quá hết pin rồi.